Hay của Driving for Pay bạn nhé. Điều đầu tiên mọi người nghĩ tới có lẽ là nên đi Hà Giang vào mùa nào. Hà Giang một bên quanh năm luôn có bầu không khí vô cùng trong lành. Không những vậy, thời điểm này bạn sẽ được nhìn thấy hình ảnh của những thửa ruộng bậc thang long lanh mùa đổ nước. Mùa thu đến với Hà Giang cũng là mùa đẹp nhất và thu hút khách du lịch nhiều nhất. Đắm chìm trong hình ảnh của những thửa ruộng bậc thang với màu lúa chín vàng tại mảnh đất Hoàng Su Phi. Cùng với đó là hình ảnh của những bông hoa tam giác mạch đang phủ khắp mảnh đất Hà Giang. Những sắc màu tuyệt đẹp tại Hà Giang mang đến cho bạn những trải nghiệm vô cùng mới lạ và khác biệt khi dừng chân tại đây. Còn mùa đông, du lịch Hà Giang cũng là thời điểm bạn có thể dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp của miền núi phía Bắc. Cái lạnh của mùa đông, của những ngày cuối năm sẽ khiến bạn cảm thấy mê mẩn và thêm yêu mảnh đất Hà Giang này. Hứa hẹn đây sẽ là một địa điểm du lịch vô cùng hấp dẫn mà bạn có thể dừng chân tham quan vào bất kể thời điểm nào trong năm. Để đi tới Hà Giang, du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng các loại phương tiện khác nhau. Bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc phương tiện cá nhân. Thông thường, du khách sẽ lựa chọn di chuyển bằng xe giường nằm để đến với cao nguyên đá. Hầu hết các hãng xe đi chuyến Hà Nội-Hà Giang đều có những điểm đón khách tại phố cổ Hà Nội và bến xe Mỹ Đình. Vì vậy rất phù hợp với những người thích tham quan vui chơi tự do, đi theo nhóm nhỏ hoặc muốn di chuyển bằng xe máy đường dài. Tuy nhiên, nếu các bạn xuất phát tại miền Trung hay Bằng Phấn, Khanh Hằng, tuy có rất nhiều hãng xe, nhưng các bạn nên đặt trước vé xe tại các trang web trung gian như Vlook hay Vé Xe Rẻ hoặc có thể liên hệ trực tiếp với nhà xe qua Facebook. Thông thường, giá vé xe giường nằm là 280.000 đồng một lượt. Đối với những dòng xe cao cấp như xe cabin cung điện di động, giá vé sẽ là 350.000 đồng cho một phòng riêng và 550.000 đồng cho phòng hai người. Lịch trình du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm. Thông thường, du khách sẽ lựa chọn đi du lịch Hà Giang với lịch trình 3 ngày 2 đêm. Tuy nhiên nếu như bạn muốn hành trình du lịch của mình nhẹ nhàng thong thả hơn thì có thể lựa chọn đến với Hà Giang với hành trình 4 ngày 3 đêm. Ngày 1, Hà Nội, Hà Giang, nhà của Pao, dinh thự Vua Mèo, Lô Lô Chải. Vì tất cả các địa điểm trên nằm theo một cung đường thẳng nên mọi du khách đều lựa chọn đi trong ngày đầu tiên. 20:30 đêm hôm trước, bạn xuất phát từ bến xe Mỹ Đình hoặc khu vực phố cổ Hà Nội. 4:00 sáng, xe có mặt tại bến xe Hà Giang và sẽ trả khách tại một số điểm thuê xe máy mà khách đã đặt trước. Ở đây thường có phòng nghỉ tạm tươi sáng và có cả phòng tắm miễn phí. Bạn có thể nghỉ ngơi ở đây trước khi lấy xe để tham quan Hà Giang. Giá cho thuê xe máy tại Hà Giang dao động từ 180.000 một ngày với xe số và 250.000 với xe ga. Đường xá tại Hà Giang tuy là đèo núi nhưng được trải nhựa rất đẹp. Chính vì vậy, ngay cả các bạn nữ chỉ cần có bằng lái xe và một chút kỹ năng sử dụng xe số là hoàn toàn có thể tự do chinh phục cực Bắc của Tổ quốc rồi. Nếu bạn không có bằng lái xe hoặc không tự tin vào kỹ năng của mình thì có thể chọn các tour xe máy có người đèo. Loại tour chọn gói này có giá từ 2,5 tới 3 triệu một người. 7 giờ, nhận xe máy, bắt đầu hành trình khám phá Hà Giang. Đầu tiên, việc ai cũng sẽ làm khi xuất phát đó chính là check-in cột mốc 0 km ngay tại trung tâm thành phố Hà Giang. Trên đường đi du khách sẽ đi qua những địa điểm nổi tiếng khác của Hà Giang như cổng trời Quản Bạ, chụp ảnh cùng cây nhín Cô Đơn và ngắm nhìn núi Đôi Cô Tiên. 12 giờ, bạn ăn trưa tại thị trấn Yên Minh. Bạn nên chọn quán cơm có điều hòa và phòng ngủ tập thể để nghỉ ngơi, lấy lại sức trước khi tiếp tục khám phá Hà Giang nha. 13 giờ, di chuyển đến khu du lịch nhà của Pao, sau đó tiếp tục đi đến dinh thự họ Vương. Nhà của Pao là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Hà Giang. Pao là tên một cô gái Hơ Mông, cô là nhân vật chính trong bộ phim truyện của Pao. Phim kể về hành trình đi tìm mẹ của Pao, tìm hiểu những uẩn khúc trong gia đình mình, những bí mật mà mẹ và chính cô đang cất giấu. Phim đoạt giải cánh diều vàng không chỉ bởi nội dung mà những cảnh phim là bữa tiệc thị giác đầy chất thơ giữa khung cảnh hùng vĩ, gai góc nơi núi rừng Hà Giang. Sau khi bộ phim này được công chiếu, đã có rất nhiều đoàn khách du lịch Hà Giang để được check-in tại những địa điểm quay phim. Nhà của Pao thuộc xã Sùng Là,
huyện Đồng Văn, Hà Giang. Để có thể đến được ngôi nhà này, du khách sẽ phải vượt quãng đường chừng 20 cây số từ huyện Đồng Văn. Sủng là nằm ngay trên đường quốc lộ 4C, nối liền các thị trấn ở Hà Giang. Cánh cổng gỗ dẫn vào nhà của Pao đã nhuốm màu thời gian. Hai bên cổng là tường được xây bằng đá, những viên đá tảng được sắp xếp một cách khéo léo bởi bàn tay tài hoa của con người. Bên trên cổng là mái ngói âm dương đặc trưng của nơi đây. Nếu có dịp đến đây vào mùa xuân, chắc chắn bạn sẽ có những bức ảnh ấn tượng, bởi ngay sau cổng là cây đào bung nở hoa. Bước chân vào gian chính của ngôi nhà, du khách sẽ thấy rất nhiều phòng khác nhau. Có phòng khách, phòng ở, nhà kho, khu bếp và một khu để nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay vẫn có một gia đình đa thế hệ sinh sống tại đây. Chính vì thế, mỗi khi ghé thăm nơi đây, bạn vẫn nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình. Nghỉ chân một chút bên hiên nhà, bạn sẽ được sống lại những thước phim về tình yêu, tình người và cuộc sống. Nhiều du khách chọn tới Hà Giang vào tháng 10, tháng 11, không chỉ vì muốn nhìn tận mắt nhà của Pao ở bản Sủng Là. Họ còn muốn ngắm nhìn thung lũng Sủng Là tràn ngập trong sắc tím hồng của hoa tam giác mạch. Bạn từ hướng Yên Minh lên thị trấn Đồng Văn, đến ngã ba Phó Bảng. Dừng chân ở con đèo xinh đẹp ôm trọn một thung lũng xanh. Đây chính là điểm cao và đẹp nhất để ngắm toàn cảnh Sủng Là. Không phải là những vách đá tai mèo lô nhô nữa, mà là phủ kín những nụ hoa bé bé, nằm sát nhau. Phía dưới là màu xanh non của ngô, của lúa và cả màu vàng của nắng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Sẽ chẳng có ai không thích thú và nở nụ cười hạnh phúc khi ngắm nhìn khung cảnh này. 16 giờ, sau khi đã tham quan, chụp ảnh, tại nhà của Pao và dinh thự họ Vương, hãy di chuyển về nơi lưu trú nghỉ qua đêm. Với tổng quãng đường di chuyển ngày đầu tiên đã khoảng hơn 100 km, vì vậy các bạn chỉ nên chọn một điểm dừng là Lũng Cú hoặc Đồng Văn, tùy thuộc vào nơi lưu trú mình đã đặt trước. Do chúng ta sẽ có 4 ngày để khám phá Hà Giang, nên ngày đầu tiên, hãy nghỉ tại ngôi làng nghìn năm tuổi, làng Lô Lô Chải, nơi dường như đã bị thời gian bỏ quên giữa núi rừng Đông Bắc. Nằm ngay dưới chân núi Rồng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngôi làng văn hóa Lô Lô Chải chỉ cách cột cờ Lũng Cú huyền thoại chừng khoảng 1 km. Đây là nơi sinh sống, an cư lập nghiệp của đại bộ phận người Lô Lô và người Mông bao đời nay. Cho đến hiện tại, làng Lô Lô Chải đã trở thành điểm du lịch hút khách bậc nhất của cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng và cả Hà Giang nói chung. Làng Lô Lô Chải nhỏ bé như thu mình giữa bốn bề là rừng núi. Con đường đi lên làng bản cũng gồ ghề và khó đi. Nhưng vấn đề địa lý không vì thế mà cản trở được sự tò mò muốn khám phá của những vị khách phương xa. Người dân tộc thiểu số trong làng cũng chủ yếu sống theo phương thức tự cung tự cấp là chính. Họ trồng lúa, ngô, rau và chăn nuôi gia súc, gia cầm cho chính gia đình mình. Một lần lạc bước vào ngôi làng cổ tích này, du khách sẽ chẳng muốn rời đi trước khung cảnh thiên nhiên quá đỗi trữ tình và yên bình đến như vậy. Có một lưu ý là hầu hết các địa điểm lưu trú tại Hà Giang đều không sử dụng những trang web đặt phòng như Booking hay Agoda, nên cách duy nhất để đặt phòng tại đây là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Facebook. Các địa điểm lưu trú tại đây có giá thành tương đối hợp lý, khoảng 150.000 cho một giường tại phòng tập thể hoặc từ 300.000 cho một phòng riêng khép kín. Ngày 2, cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, đỉnh đèo Mã Pì Lèng, làng Hơ Mông Pà Vi. 6 giờ, đón bình minh nơi địa đầu Tổ quốc. Lô Lô Chải là một ngôi làng tuyệt đẹp tại cực Bắc Việt Nam, vì vậy đừng quên nhâm nhi một tách cà phê để đón ngày mới tại đây. Không gian cổ kính của các ngôi nhà trình tường hàng trăm năm tuổi, chìm trong làn sương sớm nơi địa đầu Tổ quốc, khiến bạn cảm thấy mình như đang lạc trong một câu chuyện cổ tích. Khung cảnh này hiếm nơi nào tại Việt Nam có được. 7 giờ, ăn sáng, sau đó trà phòng và tiếp tục hành trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm. Tại Lô Lô Chải cũng không có nhiều hàng ăn uống, lựa chọn phổ biến nhất là ăn mì tôm tại homestay hoặc tại các quán cà phê trong làng. Tuy chỉ là những bát mì tôm với trứng và xúc xích đơn giản, nhưng được thưởng thức trong ngôi làng cổ tích này, dường như ai cũng thấy chúng ngon hơn gấp bội. Chính bởi những khung cảnh thơ mộng đó, các du khách thường yêu ái gọi những bát mì tôm tại Hà Giang là bát mì triệu đô. 8 giờ, hãy đi dạo một vòng quanh làng để ngắm nhìn những ngôi nhà trình tường cổ kính, những mái ngói âm dương rêu phong trong Lô Lô Chải. Nơi đây chính là một phim trường tuyệt hảo cho các tín đồ mê chụp ảnh.
9 giờ, di chuyển đến cột cờ Lũng Cú và cực bắc của Việt Nam. Do Lô Lô Chải nằm cách cột cờ Lũng Cú chỉ 500 mét, nên các bạn có thể gửi hành lý của mình tại nơi lưu trú và quay lại lấy sau, để thuận tiện hơn trong hành trình chinh phục cột cờ Lũng Cú. Nếu như có dịp đến với Hà Giang, thì có một địa điểm mà bạn tuyệt đối không thể bỏ qua khi tham quan nơi này. Đó chính là cột cờ Lũng Cú, nơi linh thiêng của người dân Đông Bắc Việt Nam và đồng thời là biểu tượng cho cột mốc biên giới quan trọng của đất nước. Là biểu tượng đánh dấu điểm cực Bắc của Việt Nam, cột cờ Lũng Cú được xây dựng trên đỉnh núi Rồng, thuộc một xã nhỏ ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nằm ở độ cao 1.470m so với mực nước biển, đây là một trong những địa điểm check-in của nhiều bạn trẻ, đồng thời còn là điểm chinh phục của hầu hết tất cả các khách du lịch đến với Hà Giang. Sau khi leo khoảng 200 bậc thang, bạn chắc chắn sẽ sững người đến tự hào khi chứng kiến cột cờ Lũng Cú. Với lối kiến trúc được xây dựng theo hình bát giác, có chiều cao 33,15m. Lá cờ tổ quốc rộng 54m² tượng trưng cho 54 dân tộc anh em luôn tung bay trên đỉnh núi Rồng. Xung quanh thân cột cờ là hình mặt trống đồng Đông Sơn và dưới chân cột cờ là 8 tấm phù điêu minh họa cho các thời kỳ lịch sử vẻ vang của đất nước. Từ trên cột cờ nhìn xuống, bạn sẽ có cảm giác như được ngắm nhìn bờ cõi nước Nam ta trong tầm mắt. Được cảm nhận không khí se lạnh của núi rừng Đông Bắc. Đứng ở núi Rồng, cảm giác như núi rừng Đông Bắc hòa cùng mây trời cao rộng. Không những vậy, chỉ cần ngước mắt nhìn lên là hình ảnh ấy, niềm tự hào dân tộc lại càng nâng cao lên, với màu sáng tươi của lá quốc kỳ thiêng liêng tung bay. Vừa tạo cảm giác tự hào, lại vừa hưng phấn khi chinh phục được đỉnh cao của một cột mốc lớn. Mười giờ, di chuyển tới phố cổ Đồng Văn, check-in tại ruộng hoa tam giác mạch quanh thị trấn. Tranh thủ ăn trưa và nghỉ tại thị trấn Đồng Văn. 4 ngày 3 đêm là khoảng thời gian khá thoải mái để khám phá mảnh đất Hà Giang, vậy nên lịch trình tương đối thong thả. Mạch nhỏ với bản, cung đường từ cột cờ Lũng Cú tới thị trấn Đồng Văn là một cung đường phượt tuyệt đẹp tại Hà Giang, nhưng lại ít được nhắc tới. Bởi đa phần các tour 3 ngày 2 đêm đều chọn đi cả Lũng Cú và Đồng Văn trong ngày đầu tiên, nên sẽ rất gấp gáp và có thể phải đi đường đèo núi vào buổi tối. Những hàng thông đều tăm tắp trong sương mờ, tạo nên một khung cảnh tựa châu Âu thu nhỏ giữa lòng Hà Giang. Đây cũng là một địa điểm săn mây tuyệt hảo tại Hà Giang, bởi phía dưới thung lũng là rừng cây nhiệt đới, lượng hơi nước từ rừng bay hơi lên sau những trận mưa ban đêm, tạo thành một biển mây lưng chừng núi đẹp như tiên cảnh. Dọc đường đi sẽ có rất nhiều đồi hoa tam giác mạch của bà con dân tộc nơi đây trồng, để du khách vào tham quan chụp ảnh. Bởi vậy, sẽ thật phí hoài nếu tới nơi đây mà bỏ lỡ khung cảnh tuyệt diệu của cung đường này. Buổi chiều, chinh phục vua của các con đèo, Mã Pì Lèng hùng vĩ. Xứng danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, đèo Mã Pì Lèng là tọa độ hấp dẫn trong các chuyến du lịch Hà Giang. Đến với nơi đây, du khách sẽ được trải nghiệm những cung đường quanh co, hiểm trở, bên núi cao, bên vực sâu. Khung cảnh ấn tượng của đoạn đường đèo không chỉ thu hút khách du lịch đến check-in, khám phá mà còn là thử thách cho các tín đồ thích mạo hiểm. Đèo Mã Pì Lèng thuộc một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, dài hơn 20km, nối liền thành phố Hà Giang với hai huyện miền núi Đồng Văn và Mèo Vạc. Tên gọi của con đèo mang ý nghĩa là sống mũi con ngựa, nổi tiếng với những cung đường ngoằn ngoèo và hiểm trở, dốc cao thẳng đứng. Từ đỉnh đèo, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những khúc cua quanh co và màu xanh bạt ngàn được dệt từ núi rừng Hà Giang. Đặc biệt, đây cũng là con đường dẫn tới các điểm tham quan hấp dẫn như cao nguyên đá Đồng Văn, sông Nho Quế. Với vẻ đẹp dịu dàng và đầy mộng mơ, vùng đất Hà Giang thường được ví von là nàng thơ của núi rừng Đông Bắc. Mỗi một thời điểm trong năm sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm riêng, thú vị và độc đáo. Với rất nhiều quán cà phê đẹp, những điểm check-in độc đáo cùng khung cảnh hùng vĩ. Bởi vậy,
dù dành cả buổi chiều để khám phá cung đường khoảng 30 km này, có lẽ vẫn chưa thể thỏa mãn những tín đồ mê chụp ảnh. Theo kinh nghiệm của những người từng đến đây, thời điểm lý tưởng nhất để chinh phục Mã Pí Lèng là từ tháng 1 tới tháng 3 hàng năm. Lúc này là mùa hoa mận, hoa đào, hoa cải thi nhau đua nở, cảnh sắc đẹp đến nao lòng. Tháng 4 là mùa của những phiên chợ tình khâu vai, tháng 9 là mùa lúa chín rộ trên Hoàng Su Phi. Đến tháng 11 đến 12, sắc hoa tam giác mạch bao phủ khắp đất trời, là background siêu xịn cho các tín đồ check-in. Vậy nên đừng quên chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại với bộ nhớ thật nhiều để thỏa thích lưu lại hàng nghìn tấm ảnh của núi rừng Đông Bắc. Mười sáu giờ ba mươi, về homestay ăn tối nghỉ ngơi. Làng Hơ Mông Pà Vi là một bản làng yên bình nằm dưới chân đèo Mã Pí Lèng. Nơi đây không chỉ sở hữu nhiều cảnh đẹp mà còn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của người dân địa phương. Nằm ngay dưới chân đèo Mã Pí Lèng, làng Hơ Mông Pà Vi là điểm du lịch độc đáo thu hút nhiều người ghé thăm. Làng có tổng diện tích khoảng 46.000 m², với 3 khu vực chính bao gồm gần 30 hộ gia đình sinh sống. Làng Hơ Mông Pà Vi có nhà văn hóa, nhà trưng bày và khu vui chơi được dùng làm khu vực biểu diễn văn hóa nghệ thuật, quảng bá nét đẹp của người dân địa phương. Tại làng Hơ Mông Pà Vi vẫn còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa của đồng bào xưa, từ kiến trúc, nhà ở, trang phục. Đến nơi này, bạn sẽ được lạc vào những ngôi nhà trình tường truyền thống với mái ngói âm dương cực ấn tượng. Bên cạnh đó là hình ảnh những cô gái người Mông trong bộ trang phục thổ cẩm tuyệt đẹp. Bạn có thể xin họ để cùng tham gia vào các hoạt động vui chơi, dệt vải, bẻ ngô. Đặc biệt, làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pà Vi còn thường xuyên diễn ra các hoạt động văn nghệ, thể thao giúp chuyến khám phá của bạn thêm phần đáng nhớ. Tương tự làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm, làng Hơ Mông Pà Vi cũng là một trong những bản làng Hà Giang có đa dạng các loại hình lưu trú và homestay để bạn lựa chọn. Tùy vào sở thích, ngân sách cá nhân mà bạn có thể lựa chọn các homestay khác nhau tại đây. Mức giá thuê dao động từ 150.000 đồng cho phòng dorm và 700.000 đồng một đêm cho phòng riêng. Các phòng ngủ tại đây đều được trang trí đẹp mắt, trang bị đầy đủ các tiện ích như máy lạnh, cà phê, trà. Ghé thăm làng Hơ Mông Pà Vi, bạn sẽ được khám phá nhiều món ăn ngon, quán cà phê hay những gian hàng lưu niệm thổ cẩm. Đặc biệt, du lịch làng Hơ Mông Pà Vi, bạn nhất định phải thử một lần gội đầu thảo dược, ngâm chân bằng thuốc lá nhé. Ngày 3, làng Hơ Mông Pà Vi, sông Nho Quế, mỏ đá tử thần, Đồng Văn. Còn gì tuyệt vời hơn khi một lần nữa thức giấc giữa thung lũng mờ sương nơi núi rừng Đông Bắc. Sau 2 ngày dài khám phá cao nguyên đá Đồng Văn, hãy tận hưởng một buổi sáng thư giãn tại đây. Ngồi dưới những mái ngói âm dương, thưởng thức tách trà ấm nóng trong không khí se lạnh của Hà Giang và ngắm nhìn bình minh trên núi non trùng điệp sẽ là một cảm giác bạn khó có thể tìm kiếm được ở nơi nào khác. Buổi chiều, hãy xuống sông Nho Quế và ngắm nhìn hẻm vực Tu Sản. Ngay khi ra khỏi cổng làng Pà Vi, du khách có thể bắt gặp biển báo chỉ dẫn đường xuống bến thuyền sông Nho Quế phía bên phải. Men theo con đường quanh co khoảng 5 km, chúng ta sẽ tới được khu vực bán vé tại cửa đập thủy điện Nho Quế. Vé du thuyền ngắm sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản có giá 120.000 một người. Du khách cũng có thể thuê cho mình những bộ đồ của người dân tộc Mông, Dao, Lô Lô, Tày ngay tại bến thuyền để có những bộ ảnh ưng ý nhất. Sông Nho Quế là một địa danh nổi tiếng chắc chắn bạn sẽ được giới thiệu khi đến Hà Giang. Con sông này được bắt đầu từ vùng núi Vân Nam, Trung Quốc chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam về với Việt Nam. Thực ra con sông này không chỉ chảy ở tỉnh Hà Giang mà còn chảy trên địa phận Cao Bằng. Tuy nhiên phần đầu sông chảy từ thôn Xéo Lủng xã Lũng Cú đi qua hẻm Tu Sản lại được xem là đoạn có cảnh sắc ngoạn mục, say đắm lòng người nhất. Trước kia sông Nho Quế không êm ả như bây giờ và chỉ được xem là nơi phục vụ mục đích đánh bắt cá của người dân Hà Giang. Đây cũng là nơi cấp nước sinh hoạt cho bà con người dân tộc nơi đây, là nguồn nước quan trọng cho hầu hết các thửa ruộng bậc thang của bà con sinh sống quanh khu vực này. Tuy nhiên từ khi được ngăn để xây dựng công trình thủy điện thì nước chảy dịu dàng hơn. Từ đó người dân nơi đây còn mở dịch vụ đi thuyền dạo chơi trên sông và ngắm hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, hẻm Tu Sản. Chắc chắn khi du lịch Hà Giang bạn hãy thử một lần hòa mình với thiên nhiên trên dòng sông này. Sau khi đã ngắm nhìn dòng sông Nho Quế tuyệt đẹp, hãy cùng chinh phục nơi hiểm trở bậc nhất Hà Giang, đó chính là mỏm đá tử thần.
Địa điểm này cách làng Bà Vi khoảng 2 km. Vì phải leo bộ nên tuy hơi ngược đường nhưng các bạn có thể gửi hành lý lại tại homestay sau khi đã trả phòng. Đường tới mỏm đá tử thần là đường bê tông nhưng rất nhỏ và quanh co, dài khoảng 3 km. Thời gian gần đây địa phương đã cấm khách du lịch đi xe máy vào con đường này do quá nguy hiểm. Vậy nên để tiếp cận được mỏm đá tử thần các bạn cần để xe ở dưới chân dốc và leo bộ quãng đường 3 km này. Đây là một điểm check-in rất nổi tiếng tại Hà Giang nhưng cũng rất nguy hiểm. Vì vậy nếu sợ độ cao hoặc sức khỏe không đảm bảo thì các bạn hãy bỏ qua địa điểm này để đảm bảo an toàn cho chuyến đi. Tại đèo Mã Pì Lèng còn rất nhiều điểm khác để các bạn thỏa thích khám phá như bảo tàng con đường hạnh phúc, cổng trời Mã Pì Lèng, điểm dừng chân đỉnh đèo Mã Pì Lèng và các quán cà phê dọc con đèo. Ngoài ra du khách có thể tới tham quan trung tâm huyện Mèo Vạc chỉ cách làng Bà Vi chừng 2 km. 16:30, trở về Đồng Văn nghỉ ngơi và ăn tối. Vào ngày cuối cùng, du khách sẽ di chuyển trở lại Hà Giang để bắt chuyến xe đêm lúc 21 giờ về Hà Nội. Có hai cách để về trung tâm thành phố Hà Giang là quay ngược lại đường ngày đầu tiên đã đi hoặc đi thẳng tiếp tới Mậu Duệ Du Già. Hiện tại, đường tới Du Già đang sửa chữa nên rất khó đi. Tuy cảnh vật tại cung đường này rất hoang sơ và tuyệt đẹp, nhưng ở thời điểm hiện tại, phương án tối ưu và an toàn nhất là quay trở lại con đường Đồng Văn Quản Bạ mà chúng ta đã đi vào ngày đầu tiên. Ngày 4, khám phá chợ phiên vùng cao, trở về Hà Giang. 7 giờ, khám phá chợ phiên Đồng Văn và thưởng thức ẩm thực dân tộc. Chợ phiên Đồng Văn họp vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Người ta thường nói, chợ phiên chính là bảo tàng về cuộc sống của bà con dân tộc, vậy nên đừng bỏ qua trải nghiệm thú vị này khi tới Hà Giang. Bạn có thể tham gia rất nhiều hoạt động thú vị, ngắm nhìn cận cảnh cuộc sống giản dị lại gần gũi của người dân tộc miền cao, lắng nghe ngôn ngữ của họ và thưởng thức những món đặc sản thơm ngon. Đặc biệt, phiên chợ cũng có bán rất nhiều món đồ khác nhau được người dân tự tay nuôi trồng hoặc sản xuất ra nên khá là độc nhất vô nhị đó nha. Khi tham gia chợ phiên Đồng Văn, bạn sẽ thấy đa số đều sẽ là đồng bào dân tộc, sinh sống tại địa phương như người Hơ Mông, Lô Lô, Giao, Tày. Chợ phiên Đồng Văn Hà Giang sẽ có buổi họp chợ vào ngày Chủ nhật của mỗi tuần. Vào ngày này, khi mặt trời còn chưa mọc hẳn các bà, các mẹ đã tranh thủ chuẩn bị hàng hóa mà gia đình nuôi trồng, sản xuất được để mang ra chợ bán hoặc trao đổi. Đôi lúc, họ đi cùng với những đứa con của mình để phụ giúp trong việc buôn bán. Các sản phẩm chủ yếu sẽ là nông sản, những con lợn con, gia cầm, đôi lúc, họ chỉ trao đổi chứ cũng chẳng bán buôn gì, lấy vật đổi vật như thời kỳ trước khi tiền tệ có mặt. Chính vì thế, những phiên chợ này chắc chắn sẽ cho du khách nhiều sự trải nghiệm thú vị. Sau khi phiên chợ kết thúc, hoặc khi đã trao đổi xong hàng hóa, họ sẽ gặp gỡ và trò chuyện với nhau để hỏi han về sức khỏe và cuộc sống. Ngoài ra, có nhiều gia đình sẽ tranh thủ đi mua thêm vật dụng cần thiết cho nhà như quần áo, thịt thà, gia cầm, các loại rau. Ẩm thực Đông Bắc từ lâu đã trở thành một nền ẩm thực nổi tiếng không chỉ ở các vùng miền Bắc mà cả miền Nam. Vì vậy nếu có dịp ghé thăm phiên chợ Đồng Văn Hà Giang, bạn đừng quên trải nghiệm nền ẩm thực nhé. Các quán ăn đường phố có đủ các món đặc sản Hà Giang để bạn thưởng thức hoặc mua về làm quà cho bạn bè và gia đình. Đặc biệt hơn, vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ hội, quán còn có nhiều món ngon đặc trưng khác như rượu ngô, thắm cố, chả trứng, cháo ấu tẩu, xôi ngũ sắc, cơm lam Bắc Mê, thịt trâu gác bếp mà chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nhiều món ăn khác nhau và mang đến những trải nghiệm ẩm thực thú vị. Mười giờ, dọn dẹp hành lý, trả phòng và quay trở về thành phố Hà Giang. Có một lưu ý nhỏ, nếu bạn tìm Google Maps từ Đồng Văn tới Hà Giang thì chắc chắn bản đồ sẽ chỉ bạn đi cung đường dài hơn khoảng 20 km so với cung đường ngày đầu tiên đã đi. Cung đường này sẽ đi qua rừng thông Yên Minh tuyệt đẹp, nơi này có khung cảnh như Đà Lạt giữa miền Bắc. Tuy nhiên, nếu muốn đi đường ngắn hơn, bạn hãy tìm đường tới cây cô đơn trước, rồi mới tìm tiếp đường tới trung tâm thành phố Hà Giang. 21 giờ, lên xe về Hà Nội, kết thúc hành trình khám phá núi rừng hùng vĩ nơi cực Bắc Tổ quốc. Với hành trình du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm mức chi phí mà bạn cần bỏ ra sẽ khoảng 3 triệu đến 3 triệu 500 nghìn mỗi người, tùy thuộc vào nhu cầu lựa chọn những mức dịch vụ phù hợp cho hành trình du lịch của mình. Nếu như bạn lựa chọn những dịch vụ trọn gói thì giá thành sẽ cao hơn đi tự túc.
Trên đây là toàn bộ lịch trình du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm. Chắc hẳn video này cũng đã cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin bổ ích cho chuyến hành trình du lịch của mình. Nếu như bạn đang có ý định du lịch Hà Giang thì hãy tham khảo lịch trình của Driving for Quay nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều hơn video du lịch Hà Giang. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.